Để sắp đến phòng mình nghỉ khỏi việc để trên khỏi việc để phép nhá. Để phòng mình nghỉ á. Khỏi việc để phép. Ê. Ừ. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau phòng mình nghỉ không phải ghi giấy phép đâu, tự động nghỉ, được mà muốn nghỉ thì nghỉ. Tôi ta đã nói đó không về ghi giấy phép là bị hiểu những bọn đi nó quý mua được bánh Yeah.
Hiện nay em cứ làm cuốn bình thường đúng không rung ấy. Em cứ bình thường giống những có chuyện gì xảy ra, em cứ bình thường rồi đó. Nhưng mà là tại vì ông Thiên nó làm cái bài nó em cứ bình thường là bài đi hết say rồi mà. Còn kiểu đơn giản nó Tết nhất đến nơi nữa. Nhưng lại chứ hết rồi, chưa lắm. Tao muốn nghỉ cũng cần giấy phép cho đứa con nghỉ và giấy phép nó chính quá đơn giản. Hiền cái này có đứa cháu đấy không? Sản xuất đó, cháu sản xuất đó. Bị gì đó, đem qua mà. Bánh dao á. Chí? Nếu cái chỗ cái vị trí đưa gắn con da, cái gì dấu bánh dao. Mô, mình lại cái giấy như con.
giáo là nhiều giáo à. Bẻ một đấy à, bẻ 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 xì ấy, vô là bẻ xì lấy cái thùng vô đấy, thùng giấy to, nó bẻ xì nhá, không gọi người mẹ là gì, ừ, vô lấy cái thùng, đấy, bác sĩ bảo vẫn hết.
lấy hai cái thùng các thứ nhá, để bố cháu mà bọn cắt đây cũng vậy.
Hãy
Bảy đường nó thiên bảy bảy đấy. Bảy bảy Huynh thì kinh ngân cái việc này em liên quan đến em cứ để thằng Hiền chạy quá rồi. Hiền có số Hiền này, Hiền nó số này, đây anh đưa số này, anh đưa số Hiền này, giờ có ngày thông tin đấy mà cực rồi bấy.
À, ngay hôm nay nó đơn thì nó đã khỏi bệnh xong, nó quay lại ngay mấy rồi. Đấy. Người rồi. Thank you.
Hãy
Thank you.